Kính thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Học viện Thương hiệu Kim Cương, thành viên Tập đoàn Hành trình Kim Cương tổ chức xuất bản ấn phẩm sách tranh Giai thoại Thánh Đức Quan Hoàng Mười. Kính thưa quý vị, và đây là nội dung nằm trong dự án sách tranh Thánh Đức do Học viện Thương hiệu Kim Cương, thành viên Tập đoàn Hành trình Kim Cương khởi xướng, kết hợp cùng các thí sinh tài năng đến từ giải thưởng Brandview World, triển khai với sự tham gia của đông đảo các em học sinh, sinh viên đến từ thị xã Hồng Lĩnh. Dự án được kiến tạo nhằm tôn vinh phẩm hạnh cao quý của những nhân vật được nhân dân phong thánh, những người có công dựng nước, giữ nước, mở mang bờ cõi, giúp cho quốc thái, dân an, thái bình trình thị qua nhiều giai đoạn trong lịch sử Việt Nam. Để tuyên truyền quảng bá các di sản, lễ hội trên địa bàn, thị xã Hồng Lĩnh đã quyết định dành tặng gần 1.000 cuốn sách này cho ngành giáo dục, ban quản lý di tích, thư viện thị xã và các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện các đơn vị địa phương sau lên nhận biểu trưng sách do thị xã trao tặng. Xin trân trọng kính mời đại diện ban quản lý di tích đền cả Dinh Đô Quan Hoàng Mười. Trân trọng kính mời đại diện ngành giáo dục đào tạo thị xã. Trân trọng kính mời đại diện ban thường vụ thị đoàn Hồng Lĩnh. Trân trọng kính mời đại diện trung tâm văn hóa truyền thông thị xã và trân trọng kính mời đại diện ủy ban nhân dân các phường xã. Và sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác của tỉnh ủy tại thị xã Hồng Lĩnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thành Đông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Xin kính mời bà Nguyễn Châu Linh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hành trình Kim Cương lên trao biểu trưng tặng sách tranh Giai thoại Thánh Đức Quan Hoàng Mười cho các đơn vị địa phương. Xin trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và xin chúc mừng các đơn vị